khi xuất hiện áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và dự báo có tác động xấu đến thời tiết trên biển từ tỉnh Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, thì trong ngày hôm nay, công tác kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh trú được tỉnh Quảng Ngãi gấp rút thực hiện. Quảng Ngãi có gần 5.000 tàu cá với khoảng 40.000 ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển. Trong ngày hôm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung kêu gọi tàu thuyền của ngư dân địa phương còn đang hoạt động trên biển để tìm nơi tránh trú, đồng thời hướng dẫn cho số phương tiện tàu thuyền đã vào bờ neo buộc an toàn. Chỉ đạo các đồn biên phòng trên tuyến là thông báo tuyên truyền cho bà con nắm và triển khai thực hiện các cái công tác phòng chống bão lụt áp thấp nhiệt đới có cái hiệu quả. Trong công điện được phát đi vào chiều nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động khi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Trước diễn biến phức tạp và thời tiết hiện nay thì chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các địa phương phải tập trung chủ động và không được lơ là theo dõi sát diễn tiến của tình hình mưa lũ cũng như là áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão để có thể là chủ động triển khai các phương án ứng phó nhằm không bị động và hạn chế được cái vấn đề về thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp mà xuất hiện bão cũng như là thời tiết diễn biến phức tạp trên biển. Đêm qua, lực lượng của Hải đội 2 đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và ngư dân tàu cá QB98043TS đã cứu nạn thành công 10 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi bị chìm tàu trong lúc vào cửa Danh trú gió. Trước đó, vào tối qua, tàu cá của Quảng Ngãi trong lúc vào Cảng Danh tránh trú gió tại sông Danh thì bị mắc cạn và phá sản thủng các đường nối ván tàu tại khu vực cửa Danh gần phao số 3, cách Cảng Danh khoảng 1 hải lý, nguy cơ chìm tàu, trên tàu có 10 thuyền viên. Đồn biên phòng Cảng Danh đã điều động lực lượng và huy động tàu cá QB98043TS của ngư dân Nguyễn Việt Anh cùng 4 thuyền viên ở thị xã Ba Đồn ra hỗ trợ cứu người và tài sản. Tuy nhiên, do gió to, khu vực gần tàu của Quảng Ngãi bị cạn, tàu của Quảng Bình không tiếp cận được. Và ngay sau đó, thì Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 điều động một xuồng tuần tra cùng 8 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ ứng cứu, kịp thời 10 thuyền viên. Hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định. Tàu cá Quảng Ngãi thì đã bị chìm. Theo báo cáo sơ bộ của chủ tàu, tài sản thiệt hại là khoảng 4,5 tỷ đồng. Diễn biến bất thường của mưa lũ khu vực miền Trung trong những ngày qua vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thiên tai. Hiện các địa phương vẫn còn các khu dân cư ngập úng cùng một số điểm nguy cơ sạt lở cần chủ động ứng phó, tránh thiệt hại về người và tài sản. Theo dự báo, nếu trời tiếp tục mưa to, thì những khu vực như nhà máy nước Cầu Đỏ hay đường vào xã Hòa Phong sẽ tiếp tục ngập sâu. Lực lượng chức năng sẽ phải tiến hành cấm đường để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Các điểm xung yếu trên địa bàn Đà Nẵng như khu vực Khe Cạn, Mễ Xuất, nhà máy nước Cầu Đỏ hay xã Hòa Phong rất dễ ngập úng khi mưa lớn đổ xuống. Tránh tình trạng người dân chủ quan, lực lượng chức năng luôn bám sát địa bàn, cắt cử người ứng trực. Khi có nước ngập thì tất cả các vị trí đều phải có lực lượng tham gia của công chức thanh tra cũng như là đơn vị quản lý đường bộ thực hiện rào chắn đối với tất cả các đoạn đường trên tuyến. Còn tại tỉnh Quảng Nam, hàng trăm người dân xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ vẫn chìm trong biển nước. Nhiều người dân tranh thủ ngớt mưa về thăm nhà, nhưng do nước rút chậm, người già và trẻ em tiếp tục ở lại các khu vực sơ tán cao giáo. Lúa thì cô xúc được ít lên gót, còn mé cũng nổi bình bồng đó. Còn nửa mé chắc cũng uống nước vô cũng hư thôi. Các tuyến đường huyết mạch 608, 615 tại tỉnh Quảng Nam vẫn đang ngập sâu. Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, đợt mưa này chủ yếu diễn ra ở đồng bằng nên phương án ứng phó khá chủ động, nhưng vẫn cần lưu ý nhiều vị trí xung yếu, nguy cơ sạt lở vùng miền núi. Vì chiều hôm nay và hai ngày tiếp theo sẽ có một cái dự báo là mưa sẽ rất là lớn ở tại Quảng Ngãi và Quảng Nam. Và cái lượng mưa này nó sẽ, theo chúng tôi biết mà kinh nghiệm thì khả năng nó lên vùng núi và đặc biệt là cái sạt lở. Lâu nay thì vài ngày này cái lượng mưa đã thấm đất rất là bờ. Chúng tôi chỉ đạo các địa phương phải có cái cảnh báo những cái điểm khả năng sạt lở. Cảnh báo mưa còn kéo dài những ngày tới nên tại nhiều huyện miền núi từng xảy ra sạt lở thảm khốc như Nam Trà My, Phước Sơn, các địa phương vẫn cần chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn. Mưa lớn kéo dài nhiều nơi tại thành phố Đà Nẵng xảy ra ngập lụt, tuy không gây thiệt hại về người song lại ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và tổn thất nặng nề về tài sản của người dân. Trong hoàn cảnh này, không chỉ lực lượng chức năng mà những hội thiện nguyện, tình nguyện viên cũng sát cánh cùng người dân trong suốt giai đoạn mưa lũ, để lại những tình cảm sâu đậm.
xe chết máy, hư bugi được người dân đưa đến xếp hàng dài trong con hẻm nhỏ. Từng chiếc xe lần lượt được những bạn trẻ áo xanh đội mưa dắt vào khu vực sửa chữa. Nhiều người đã phải có mặt từ rất sớm tại 163 đường Mễ Xước để chờ đến lượt. Không một chút than vãn, bởi mọi người đều biết rằng đây là hoạt động hoàn toàn miễn phí của những cậu sinh viên đến để hỗ trợ bà con vùng rốn lũ. Mục tiêu của tất cả anh em trong đội hình SOS Đại học Đông Á tức là xử lý toàn bộ xe để nổ máy trở lại cho bà con có thể hoạt động xe một cách bình thường trong những ngày sắp tới, là miễn phí dành cho tất cả bà con trên cái địa bàn vùng Liên Chiểu. Gần 150 xe máy bị hư hỏng được sửa chữa trong một ngày. Lệ phí đơn giản là nụ cười và lời cảm ơn. Xe máy hai tổ đây là ngập lụt nặng quá, ngập lên tới 1m2, 1m5, cho nên là các cháu của trường đại học Đông Á hôm nay đến đây là tổ chức sửa xe miễn phí cho các hộ dân ở đây. Thế là chúng tôi là rất cảm ơn. Tại điểm trường tiểu học Hai Bà Trưng, quận Sơn Trà, học sinh được nghỉ học do mưa lớn, nhưng thầy cô vẫn tập trung tại trường để thực hiện những bếp cơm không đồng, trao tay hàng nghìn suất ăn cho người dân trên địa bàn. Trong những ngày mưa gió thì quá cần thiết luôn. Những ngày mưa gió thì những hộ mà nghèo rồi nè, rồi coi như là nghèo rồi cần thiết lắm. Giới thiệu nhà ở chung cư bây giờ về giới thiệu cho người họ ra họ nhận cơm gì họ ăn. Cỡ 7 giờ là chúng tôi đã phát thông báo nhờ địa phương và nhờ các cô giáo phát đến trên cái trang của nhà trường để cho phụ huynh, những ai mà có hoàn cảnh khó khăn thì đến nhận cơm tại trường. Ngoài Đà Nẵng, những nơi khác cũng triển khai hàng loạt hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung. Không cần kêu gọi, bỏ qua lợi ích cá nhân, cứ hễ thấy bà con mình gặp khó khăn thì tinh thần tương thân tương ái trỗi dậy mạnh mẽ. Đó là nghĩa đồng bào.